1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, nên 8, 9, 10, 10. Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Thế Anh Audio. Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay những chiếc vang cơ nai số đến từ thương hiệu Asni có mã là T900 Plus, bên em sẽ tiếp tục giảm giá 5 chiếc cho anh em nhé, với một mức giá cực kỳ là hấp dẫn cho anh em. Đấy, vừa qua bên em giới thiệu đã bán hết cho anh em 20 chiếc đầu tiên với một mức giá cực kỳ là tốt, thì ngày hôm nay sẽ tiếp tục ưu tiên cho 5 bác nào nhanh tay một mức giá còn tốt hơn 20 triệu bộ trước, ok chưa? Thì anh em theo dõi video, ủng hộ Thế Anh Audio hoan hỉ cho bên em xin một like. Anh em đi qua cho bên em bỏ ra 3 giây cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio nhé. Thì đây, em xin giới thiệu ngay cho các bác những chiếc vang cơ nai số của mã là T900 Plus đến từ thương hiệu Asni, một thương hiệu là rất là nổi tiếng đến từ Mỹ rồi. Và hàng chính hãng bảo hành cho anh em 25 nhá. Hàng chính hãng và bảo hành cho anh em 25, anh em yên tâm sử dụng. Đấy. Một dòng vang cơ nai số sử dụng chip của Mỹ, chip DSP của Mỹ cực kỳ hay. Chip DSP anh em đều biết rồi, chỉ sử dụng trên những chiếc vang số. Và ngày hôm nay, dòng vang cơ nai số này đã được trang bị chip DSP, cam kết anh em tiếng cực kỳ hay. Và đặc biệt tiếng mic của này có cả echo và dì vật riêng biệt nhá. Echo riêng và dì vật riêng để anh em có thích hát echo cũng được và thích hát dì vật cũng được, hoặc là anh em có thể hát echo trộn dì vật đều được. Đấy, rất là tiện dụng và rất là cao cấp cho anh em nhé. Đấy, và đằng sau nó đây, đằng sau những chiếc vang cơ này số này thì anh em có thể thấy này, đằng sau của nó sẽ đầy đủ các cổng kết nối cao cấp nhất hiện nay. Đấy, đầu tiên phải nói đây là Bluetooth này, cổng quang này, COA này, hoặc là các đường nhạc vào bằng hoa sen AUX1, AUX2 này. Đường ra thì hai con đường ra bằng ta lông hoặc là rắc hoa sen đều có đầy đủ cho anh em. Hai đường ra hoặc đường ra súp trực tiếp vào đây. Rất là ok cho anh em nhé. Một dòng vang cơ này số cực kỳ hay. Và đặc biệt đây em sẽ quay lên cho anh em xem này. Đấy, hàng chính hãng sẽ có tem mác đầy đủ, QR code đầy đủ cho anh em nhé. Đây. Em sẽ quay đây. Anh em thấy hàng chính hãng của Asni, anh em phải quét ra thông tin sản phẩm. Quét ở đây thì anh em sẽ ra trang web chính của Asni vào đây. Thông tin sản phẩm anh em cào và quét ra nhé. Đấy, cực kỳ là hay. Đấy, xăm tên Asni chìm đây. Rất là chất lượng nhá. Đấy, phiên bản cao cấp nhất đến thương hiệu Asni và cam kết anh em tiếng cực kỳ là hay. Rất là hay nhá, có echo riêng và dì vật riêng. Đấy, ở đây em sẽ test cho anh em nghe một đoạn nhạc, sau đó một đoạn karaoke để em nghe và cảm nhận nhá. Đấy, em sẽ mở to lên một chút này. Tiếng nhạc và tiếng mic con này được xử lý bằng chip DSP của Mỹ nên tiếng ra cực kỳ là hay. Đấy, một dòng vang cơ nai số cao cấp nhất hiện nay. Và đặc biệt nhá, nó sẽ có trang bị cho anh em một chiếc điều khiển từ xa. Đấy, một chiếc điều khiển từ xa, anh em có thể chỉnh tất cả các thông số điều khiển từ xa ở đây cho anh em. Đấy, rất là tiện dụng cho anh em nhá. Dòng vang cơ nai số cao cấp nhất chính hãng đến từ thương hiệu Asni và sẽ được bảo hành cho anh em 25, anh em yên tâm sử dụng nhá. Đấy, và đây em sẽ test cho anh em nghe một đoạn karaoke để anh em nghe và cảm nhận chất âm của con này. Đây em sẽ test. Đẹp 7, 8, 9, 7, 7, 7. Nàng như một đóa hồng phai, hương sắc theo hôn theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim vỡ tan. Nhặt lại từng cánh rụng rời, lạc vẫn xót xa cho chính đời mình. Vì người em yêu đang nói vùng nhạc tuyệt vời nhất thế gian là em, khiến như hoa nhạt màu anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cách qua ta dưới chân ta là ta tôi xuân rơi theo.
dưới chân nàng là ta tôi xuân rơi theo môi tim làm khóc cho mình. 7 8 9 10 10 nên 6 7 8 9 10. Anh em đã nghe và cảm nhận chất âm của này nhé, tiếng nhạc và tiếng mic con này cực kỳ là hay. Và ngày hôm nay sẽ tiếp tục giảm giá cho anh em 5 chiếc tiếp theo cho anh em nhé. Một mức giá cực kỳ là hấp dẫn, chỉ có 1.400.000, bên em bao ship cho anh em. Anh em được nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Bên em sẽ tặng dây jack kết nối đầy đủ. Anh em nhận hàng, kết nối và kiểm tra và thanh toán. Có vấn đề gì kết nối cứ alo bên em sẽ hướng dẫn cho anh em. Ok chưa? 1.400.000 bao ship, tặng dây jack kết nối, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Không hay trả lại Thanh Audio. Ok ạ? Giá cực kỳ là hấp dẫn cho anh em ngày hôm nay. Thì anh em theo dõi video, tiếp tục ủng hộ Thanh Audio nhá. Hoan hỉ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thanh Audio ạ. Xin cảm ơn anh em.